Chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ không hướng dẫn các bạn tham gia AirDrop mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái ví là Polkadot Wallet để lưu trữ những đồng coin chạy trên nền tảng của Polkadot nha bạn. Thì các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video của mình thì bạn tạo download cái app và nó hỗ trợ rất là nhiều luôn bạn. Hệ điều hành App Store, Google Play, bản APK rồi các bạn. Rồi thì các bạn sau khi nó chuyển về á, Sydney các bạn download về mình một app có tên là Polkadot Wallet các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ mở app ra nè. Rồi hiện tại sau khi bạn mở app ra thì nó bạn chấp nhận điều khoản nó đi các bạn. Nó có hai mục, mục Credit Account và Unbox Account. Thì đối với tất cả các bạn nào chưa có ví thì bấm vào Credit Account, còn đối với như nào bạn nào có ví rồi thì bấm vào Unbox Account các bạn là bắt áp ví. Thì mình chưa có ví thì mình bấm vào Credit Account nè, các bạn bấm chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn, bấm Next nè. Rồi bạn bấm OK nè. Rồi sorry các bạn, sao mà nó kêu mình bấm up. À đúng rồi bạn. OK nè. Sau khi bạn bấm vào Next xong thì nó sẽ hiện lên 12 chuỗi cụm từ bảo mật này các bạn. Nhớ lưu chụp màn hình lại 12 chuỗi cụm từ bảo mật. Nhớ cắt chỗ nào đó không cho ai biết các bạn. 12 chuỗi cụm từ bảo mật này là để bảo vệ tài khoản của tất cả các bạn nha các bạn. Mình chụp. Rồi sau khi bạn lưu 12 chuỗi cụm từ bảo mật đó, bấm Next nè. Các bạn sắp xếp 12 chuỗi cụm từ bảo mật lại nha các bạn. Số 1 Happy nè. Số 2 Network nè. Số 3 Amatun nè. Số 4 là Bison. Các bạn chờ mình sắp chút xíu các bạn. Số 5 là Ammonite. Số 6 là Fairy. Số 7 là Wonder nè. Số 8 là Indo nè. Bạn để mình mở ra cả cái điện thoại khác. Số 9 là Mid nè. Số 10 là Club nè. Ai sorry rồi các bạn ơi. Lộn rồi. Số 11 là Club nè. Số 12 là Bull nè. Rồi bấm Next nha bạn. Rồi dòng đầu thì tiên thì các bạn đặt tên em, các bạn đặt vị thích như thế các bạn. Rồi password thì có 8 đến 20 ký tự đặc biệt các bạn tự đặt password như thế các bạn. Rồi các bạn đặt password, xác nhận password, các bạn bấm Next nha các bạn. Như vậy các bạn chờ một chút xíu nó tạo ví cho tất cả các bạn nha các bạn. Sau khi các bạn tạo ví xong thì các bạn nhấp vào bao bên cùng nữa bạn. Thì hiện tại cái app này Polkadot Wallet này nó chứa những cái đồng coin chạy rất là nhiều nền tảng như là Polkadot nè, Kasama nè, Alcala nè, Limana nè, Chainlink nè, Anyone nè. Nhưng mà khuyến khích các bạn chủ yếu là xài mạng Polkadot nha bạn. Bạn nhấp vào Polkadot nè, bằng bắt đất nè. Thì địa chỉ ví nhận và ví gỡ của mình thì các bạn bấm vào mục này nè các bạn, mục dot nè, Polkadot nè. Mục gỡ, mục nhận của mình thì bấm vào reset nè. Thì đây là địa chỉ nhận của mình nè, các bạn copy địa chỉ nhận của mình nha các bạn. Rồi các bạn địa chỉ gỡ nè. Thì trên đây thì số lượng các bạn gỡ cho địa chỉ người nào đó, còn dưới đây là cái số lượng người ta các bạn. Thì các bạn nhấp vô đây nè, thì các bạn sẽ bắt cái địa chỉ người gỡ vào người ta các bạn. Rất là dễ dàng luôn các bạn. Rồi bạn bấm vào market factor là các bạn gỡ người ta các bạn. Thì để gỡ được con token Polkadot này thì các bạn cần phải có phiên mạng là Dot nha bạn. Hiện tại token Dot này nó list rất là nhiều sàn giao dịch, các bạn có thể mua trên sàn Binance và sàn Huobi như vậy. Huobi như thế các bạn. Setting. Thì để bắt up ví được thì các bạn bấm vào một Mantra account nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Embot account nè. Rồi bạn bấm vào Emonet nha các bạn. Thì bạn nhập password ra thì nó sẽ hiện được 12 chuỗi cụm từ bảo mật của tất cả các bạn. Bạn có thể lấy 12 chuỗi cụm từ bảo mật đó, các bạn bắt đánh ví lại các bạn. Khá là ok luôn các bạn. Khá là đơn giản các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví Polkadot Wallet đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.